Theo sau chứng khoán Mỹ thì thị trường chứng khoán Việt Nam đã mở cửa phiên ngày 16 tháng 7 đầy hứng khởi. Tuy nhiên thì sự hưng phấn đã nhanh chóng suy yếu trong phiên chiều. Cụ thể là sau khi Chủ tịch Powell cho biết là Fed sẽ không đợi lạm phát Mỹ chạm mức 2% mới bắt đầu giảm lãi suất, thì tín hiệu này đã thúc đẩy thị trường chứng khoán khởi sắc trong sáng nay. Và sau khi mở cửa tăng nhẹ 3 điểm, đà tăng của VN Index đã dần dần được mở rộng với sự thúc đẩy của 3 cổ phiếu ngân hàng quốc doanh, đó là Vietcombank, BIDV và Vietinbank. Vào thời điểm dâng lên cao nhất, thì VN Index đã ghi nhận tăng 12 điểm sau một số tin đồn về tăng trưởng tín dụng quý 2 của các ngân hàng thương mại lớn. Và đây cũng chính là động lực để nhóm ngân hàng đóng vai trò chính trong việc kéo chỉ số trong phiên ngày hôm nay. Tuy nhiên, thì sang đến buổi chiều, sự hưng phấn đã giảm đáng kể khi thị trường đã tiến gần hơn đến vùng 1.300 và VN Index bắt đầu lùi sâu kể từ 1 giờ 30 chiều. Kết thúc phiên giao dịch, VN Index dừng ở mốc 1.281,18 điểm, tăng nhẹ 1,36 điểm, tương đương với 0,11%. VN30 thì tiến thêm 5,48 điểm, tương ứng với 0,42%, lên mốc 1.303,3 điểm. Y tế chính là ngành có mức tăng vô cùng ấn tượng trong phiên ngày hôm nay khi mà hầu hết các cổ phiếu dược đều đóng cửa trong sắc tím. Và bên cạnh đó thì ngành ngân hàng đóng vai trò làm bệ đỡ cho chỉ số nên cũng ghi nhận sự tích cực. Ở chiều ngược lại thì viễn thông và du lịch là những nhóm ngành tiêu cực nhất. Về phân tích kỹ thuật thì mặc dù là thị trường đã chấm dứt được 4 phiên giảm điểm liên tiếp với khối lượng giao dịch có sự cải thiện trong phiên ngày hôm nay, nhưng mà nhìn chung thì xu hướng hiện tại vẫn chưa hẳn là tích cực. Dòng tiền trên thị trường hiện tại vẫn còn khá yếu khi chỉ tập trung để kéo một số cổ phiếu trụ. Đồng thời thì vẫn có lực bán ra thường trực ở vùng 1.300, cho thấy nhiều khả năng là diễn biến tiếp theo trong tuần này của VN Index vẫn là giằng co trong biên độ hẹp. Cụ thể hơn về tình hình cổ phiếu ngày hôm nay thì nhóm dược đã đồng loạt bứt phá từ đầu buổi sáng, với các đại diện nổi trội nhất đã tăng kịch trần như là DHG, IMP, DVN, DHT, DBD hay là DCL. Và xu hướng tăng giá của ngành dược thì cho thấy dòng tiền đang dần tìm đến nhóm cổ phiếu phòng thủ. Đồng thời thì một số doanh nghiệp đã có câu chuyện riêng như là IMP tăng vốn cũng là yếu tố thúc đẩy cho cổ phiếu tăng gần 40% chỉ sau hơn một tuần. Bên cạnh đó thì một số tin đồn liên quan đến tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng trong quý 2 là điểm sáng của phiên ngày hôm nay. Và trong diễn biến đáng chú ý thì tăng trưởng tín dụng của MBB trong 6 tháng đầu năm đã dự kiến đạt 9,1%, lợi nhuận trước thuế dự kiến hơn 13.000 tỷ đồng, tăng trưởng 12,3% so với cùng kỳ. Cổ phiếu MBB đã đóng cửa nhích thêm 2,1% và các cổ phiếu khác cùng ngành như là BIDV cũng tăng 1,3%, Vietcombank 0,5%, CTG 1,3%. Và đây cũng là 4 cổ phiếu tăng điểm ảnh hưởng nhiều nhất đến VN Index ngày hôm nay. Với hiệu ứng lan tỏa từ nhóm ngân hàng thì chứng khoán cũng rục dịch trở lại với kỳ vọng kéo VN Index vượt 1.300. Mặc dù là kết phiên không thành công nhưng mà vẫn có một số cổ phiếu đáng chú ý như là TVS tiến 3,6%. VX và SSI thì đều có mức tăng 0,3%. Đà tăng của cổ phiếu OIL thì vẫn chưa dừng lại, mặc dù là thị trường biến động thì cổ phiếu này vẫn đóng cửa với mức tăng gần 3,4%. Bên cạnh đó thì BKMX đã tăng điểm phiên thứ 3 liên tiếp khi nhích thêm được 1,9% trong phiên ngày hôm nay. Một số cổ phiếu khu công nghiệp thì cũng tăng giá như là SIP tăng gần 5%, TIP thì tăng 4,3%. Một cái tên đáng chú ý khác đó là SBT thì đã có phiên giao dịch khởi sắc và đóng cửa với mức tăng 3,16% ngay sau thông tin bà Đặng Huỳnh Ức Mi là Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị đã đăng ký bán 70 triệu cổ phiếu và lên thay mẹ làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị của SBT. FPT Retail thì đã chấm dứt chuỗi 5 phiên giảm điểm liên tiếp sau những thông tin trái chiều liên quan đến chất lượng của chuỗi tiêm chủng Long Châu và cổ phiếu này thì đã hồi phục với mức tăng 1,5% ngày hôm nay. Một số cổ phiếu tăng điểm đáng chú ý khác thì còn có REE 2,6%, CI 2,1% hay là TCM với mức tăng 0,6%. Ở chiều ngược lại thì HVN chính là cổ phiếu giảm điểm ảnh hưởng nhiều nhất đến VN Index ngày hôm nay khi mà lao dốc về giá sàn. Đồng thời thì đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho nhóm du lịch tiêu cực. Và diễn biến trái chiều đã xảy ra khi mà mới chiều ngày hôm qua 15 tháng 7, Pacific Airlines thông báo tiếp tục nhận thêm một máy bay Airbus A321 thuê của Vietnam Airlines để đưa vào khai thác. AIB, NVB và SHB thì lại là 3 cổ phiếu hiếm hoi của nhóm ngân hàng kết phiên trong sắc đỏ, với AIB và NVB giảm hơn 1%, còn SHB thì lùi 0,4%. Ngày 18 tháng 7 tới đây thì sẽ là ngày giao dịch không hưởng quyền để hưởng cổ tức tiền mặt của SHB với mức chi trả là 5.000 đồng một cổ phiếu. Một thông tin đáng chú ý khác đó là mặc dù chỉ chưa đầy nửa tháng nữa, tức là ngày 1 tháng 8, thì luật đất đai, luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản sửa đổi sẽ chính thức có hiệu lực và được kỳ vọng sẽ thúc đẩy thị trường bất động sản ấm dần lên. Nhưng mà nhiều cổ phiếu bất động sản thì vẫn cho thấy những tín hiệu không khả quan. Đáng chú ý nhất ngày hôm nay đó là Novaland giảm 4,6% và lùi về vùng đáy của tháng 10 năm 2023. Bên cạnh đó thì còn có Phát Đạt giảm 3,2%, Đất Xanh 2,5%, DIG và TCH cùng giảm 0,9%, Vinhome lùi 0,3%.
Cùng với Vinhome thì bộ đôi Vingroup còn lại đó là VIC và VRE thì đều giảm 0,7%, bất chấp thông tin từ VinFast mới công bố vào ngày 15 tháng 7 là công ty xe điện này đã động thổ nhà máy có công suất 50.000 xe điện một năm tại Indonesia. Nhóm cổ phiếu cảng và logistics thì cũng gây thất vọng với các đại diện như là HAH giảm 1,8%, ACV 2,1%, Viettel Post mất 2,5%. Trái ngược với OIL thì cổ phiếu PLX đã đóng cửa lùi xuống mức thấp nhất trong phiên với mức giảm là 1,9% khi các nhà đầu tư có dấu hiệu chốt lời. Chỉ tính từ đầu tháng tới nay thì cổ phiếu này đã tăng tới hơn 15%. Một số cổ phiếu dầu khí suy yếu khác thì có thể kể đến như là BSR giảm 2% hay là PVB mất 1,3%. Một cái tên đáng chú ý khác đó là cổ phiếu gas thì mặc dù là bắt đầu phiên trong sắc xanh và giữ vai trò dẫn dắt thị trường trong phiên sáng, tuy nhiên cuối phiên đã lùi sâu hơn và đóng cửa tại mức giá tham chiếu. PVGas thì vừa công bố doanh thu và lợi nhuận 6 tháng đầu năm đều vượt kế hoạch mà PVN giao. Trong đó thì doanh thu đã vượt 11%, còn lợi nhuận thì vượt 29%. Pao thì đã giảm 1,9% sau khi tổng công ty ước tính là lãi trước thuế nửa đầu năm giảm 29% so với cùng kỳ, chỉ còn 657 tỷ đồng. Về tình hình khối ngoại thì các nhà đầu tư nước ngoài đã thu hẹp lực bán ròng đáng kể so với phiên ngày hôm qua khi chỉ còn 239 tỷ đồng. Trong đó thì MWG bị bán ròng mạnh nhất với giá trị 146 tỷ, STB 326 tỷ và Masan 81 tỷ. Tương tự như thị trường cơ sở thì thị trường phái sinh đã mở cửa tăng 2 điểm và mở rộng đà tăng trong hầu hết thời gian của phiên sáng và lúc dâng lên cao nhất thì hợp đồng F1 đã tiến thêm 9 điểm. Kể từ 1 giờ chiều trở đi thì thị trường đã nhanh chóng suy yếu và kết quả là hợp đồng F1 đóng cửa với mức tăng 3,7 điểm, dừng ở 1.302,7 điểm. Tiếp theo đến với chứng khoán thế giới, thị trường khoán Mỹ đã đồng loạt tăng điểm trong phiên đầu tuần khi mà các nhà đầu tư đang đặt cược rằng vụ ám sát hụt cựu Tổng thống Donald Trump thì sẽ tăng khả năng trúng cử của ông vào tháng 11 sắp tới. Trong số các cổ phiếu đáng chú ý thì Apple đã tăng gần 2% lên mức cao kỷ lục vào ngày thứ hai sau khi Morgan Stanley nâng định giá cổ phiếu của nhà sản xuất iPhone. Ở chiều ngược lại thì cổ phiếu VinFast đã để mất 4,7% mặc dù là sau khi hãng công bố lượng xe điện bàn giao 6 tháng đầu năm tăng 92% so với cùng kỳ của năm ngoái. Trái ngược với thị trường Mỹ đêm qua thì chứng khoán châu Á đã có diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch ngày hôm nay khi mà các nhà đầu tư đang đánh giá những tín hiệu mới nhất từ những bình luận ôn hòa của Chủ tịch Fed. Thị trường Trung Quốc, đại lục thì tăng điểm bất chấp việc Goldman Sachs đã hạ dự báo GDP của Trung Quốc năm nay xuống 4,9%, đồng thời JP Morgan thì cũng điều chỉnh xuống mức 4,7%. Cuối cùng đến với thị trường hàng hóa và tiền tệ, thì Bitcoin đã tiếp tục tăng vọt lên mức cao nhất trong vòng 2 tuần vào ngày hôm qua khi tiến gần mức 64.000 đô la Mỹ. Trong bối cảnh thị trường đặt cược nhiều hơn vào khả năng chiến thắng của cựu Tổng thống Donald Trump là ứng cử viên cho thấy sự ủng hộ với tiền điện tử. Tại thị trường trong nước thì tỷ giá chợ đen đang dần hạ nhiệt khi mà mua vào ở mức 25.620 Việt Nam đồng một đô la Mỹ và bán ra ở mức 25.690 đồng một đô la Mỹ. Đừng quên theo dõi kênh YouTube của chứng khoán Phi Tree để cập nhật thông tin mới nhất, nhanh nhất về kinh tế và thị trường chứng khoán nhé.